Chào các bạn kênh xem cách 24 giờ. Honda Vario 110 độ sang chảnh cho vợ đi chợ của dân trên tay. Vario 110 tuy không được phân phối chính thức ở Việt Nam, nhưng cái mẫu xe tay ga này đã được cộng đồng biker ưa chuộng bởi vóc dáng đậm chất thể thao với những đường nét góc cạnh kết hợp cùng với khối động cơ mạnh mẽ đến từ nhà của Honda. Từ lúc xuất hiện đến nay, dòng xe này đã vượt ngưỡng ở vẻ đẹp nhân hỷ. Thay vào đó là những bản độ đầy ấn tượng như một chiếc Vario độ cực chất của một biker đến từ miền Tây dưới đây, một dẫn chứng cụ thể. Honda Vario 110 độ cực chất cho vợ đi chợ của dân trên miền Tây. Khoác trên mình bộ cánh tươi mát chế cái màu xanh đầy nó bật. Nhìn tổng thể chiếc xế ta thấy được trang bị rất nhiều món đồ chơi đến từ những hiệu nổi tiếng như Hoa Liên Vân. Phần đầu nhẹ nhàng với cặp tay thắng nguyên thủy được dán logo Rainbow. Kính chắn gió thương hiệu Rizuma với kiểu dáng nhỏ gọn. Hai phía tay lái được lắp đầy khoảng trống cái gù CNC. Mặt nạ được chính chạm bằng ốc rô ti cực đẹp. Dàn chân nó bật lên hẳn với địa kiểu của Rainbow. Bánh đáy trước tạo điểm nhấn sang trọng với nền ốc của rô ti. Phần gác chân zin được thay bằng cái gác chân nhôm màu bạc siêu nhỏ gọn. Điểm nhấn hút nhất trên chiếc xe này chính là hệ thống giảm xóc hoa lim bình dầu cho nó nhúng êm ái hơn, cũng như mang lại cái sự sang chảnh cho xe khi trang bị món đồ chơi đắt tiền này. Và sau đây là vài chi tiết Honda Vario 110 độ cực chất dành cho vợ đi chợ. Opreda RS14, con quái vật đúng nghĩa trong làng phân khối lớn. Opreda RS14 là một cái tên đáng sợ về tốc độ cũng như Superbike hiện nay. Cái dòng xe này được biết tới như một cái hiệu danh đánh giá là một đường đua quốc tế khi giành tới 7 lần vô địch thế giới trong 6 năm liên tiếp. Mang trên mình cái dòng máu từ Ý, tương tự với nhiều anh em của mình nhà Ducati. Số những trang bị cao cấp từ đường đua làm cho chiếc xe trở nên là cực kỳ hầm hố trên đường phố, là niềm khao khát của rất nhiều ai đam mê tốc độ. Opreda RS14 còn quái vật đúng nghĩa trong làng phân khối lớn. Mang trên mình thiết kế liền lạc nhỏ gọn tối ưu hiệu suất động cơ V4 4 xăng với dung tích 999cc cho ra công suất đà 201 mã lực tại vòng tour 13.000 phút, cùng với đó là mô men sắc đại 115 Nm tại vòng tour 10.500 phút. Ở thị trường hiện tại thì các hãng xe bắt đầu so kè với nhau trong cuộc đua là 200 mã lực, thì RS14 đã xuất phát ra một con quái vật đúng nghĩa từ rất lâu. Tổng thể là không có quá nhiều thay đổi ở phiên bản từng tiền nhiệm, chỉ có hiệu chỉnh lại cái phần động cơ, mang một tông màu đỏ đen đặc trưng. Chiếc xe này thật sự là một trong những xe đua đường phố với hàng loạt trang bị hàng nặng như giảm xóc trước hoa lim đường đua tích hợp cùng với phanh kép của Rainbow Motorlock. Xe được sử dụng kính chắn gió lớn, bộ quay liền mạch, hạn chế cái lực cản gió cùng với khe hút gió kép phía trước. Thay đổi làm đẹp cho bản độ này bộ kính chắn gió Metacon Racing phát trên kính latex. Phần sau kính chắn gió là việc thay cái cụm phanh tiêu chuẩn bằng cái cụm của Rainbow Asset, bảo vệ tay lái, thêm cái vẻ đẹp cho kia đồng bằng cái càn thắng của latex carbon. Điểm nhấn mới mẻ ở phần thiết kế của dòng xe này thời mới nhất nằm ở cái bình nhiên liệu, không chỉ thay đổi phù hợp với hệ thống ABS mới, phiên bản này còn được tăng thêm thể tích từ 17 lên tới 18.5 lít. Vừa được thiết kế một chiếc xe đua đúng nghĩa nên RS14 được thiết kế đuôi cũng khá gọn đẹp nhằm cân bằng cái trọng tâm xe. Phần đuôi đuôi quốc cao là khá ấn tượng với đèn hậu LED, biển số cũng được gắn dưới gầm đuôi đúng chất của đường đua. Giảm xóc trước hoa lim đường đua tích hợp cùng với hệ thống phanh kép của Rainbow Lock, hai phanh kép tích hợp cùng với chống bó cứng ABS tiêu chuẩn, mâm hợp kim từ thương hiệu Marchesini. Và hầu hết những bản độ phân khối lớn đều sử dụng cái bô độ, mục đích đem lại tăng thêm cái tính thẩm mỹ và HB cho những cỗ máy này. Và cái mẫu RS14 cũng không là ngoại lệ khi việc trang bị ống xả Optim Racing thể thao. Có thể nói, Opreda RS14 sẽ được phù hợp với mục đích là chạy đua. Nhiệt lượng và công suất phát ra từ cỗ máy V4 là cực kỳ lớn, nên việc kiểm soát nó trên đường phố đông đúc là việc gây rất nhiều khó khăn cho những biker yêu thích cái sự tốc độ. Cảm ơn bạn đã theo dõi kế tiếp, nhớ like, subscribe.